Dạ. Về đây cũng ổn rồi, có nhà trọ đẹp nè, sáng mát lắm. Nhà trọ đẹp. Ơi, ở trên này là cô nha, cô biết cái gì thì cô hỏi nha. Dạ. Dân trạch bảo ổn cảnh cho ăn cho ở, phù hộ độ cho Nguyễn Quý. Bằng đâu được đó. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô. Bữa nay là mùng 9 hả chị? Nha, mùng 9 âm lịch nè, mơ mờ. Dạ. Vậy là đi ngay nhà đẹp luôn. Mình đi không có để hả? Không, em không để. Không không coi ngày luôn á. Em muốn đi chị. Mình bật ra dao chưa? Ta bật lên chưa? Bật rồi đó chị. Hương Hương đi vô trong đi. Làm ăn. Cũng đèn này chậm cháy. Đây, để đây nè Hương, để đây nè con. Đưa bọc đây chú này. Chị mới quét luôn hả chị? Mới quét luôn đó. Dạ hả? Cầm cầm hai ly trước, cầm hai ly trước. Chị kéo cái cửa đó ra còn gì? Còn không? Cái nữa. Hương mở không? Chị phá em. Chẳng kịp hả? Không bắt. Nhắc nghe Phương ra. Dạ. Đây. Quên lấy cái hộp quà rồi không à? Gần trước mà. Anh có thuốc kìa. Hương giấy hay là gì giấy cho? Không, hay là không hay là chú Đồng, chú Hồ? Chị giấy luôn đi. Con không biết giá. Thì sinh nay mùng 9 cũng là tốt ngày. Thì hôm nay em con họ gì ạ? Em Nguyễn Thị Hương. Rồi cùng họ với gì luôn. Rồi. Kêu bằng má nha. Dạ. Bữa nay có nhận con cháu Hương, hả? Cháu Hương về đây. Ngày nay ngày mùng 9. Mùng 9 âm lịch. Giấy đất đai đường trạch bà bốn cảnh cháu ăn cháu ở phù hộ độ cho mẹ con của bé là gì? Bé Hoàng An. Mẹ con. Con là bé Hương. Bé Hương. Bé Hoàng An. Nguyễn Hoàng An mạnh giỏi. Đứng im nghe nè con. Đúng. Đất đai dân trạch bà bốn cảnh cho ăn cho ở phù hộ độ cho mạnh giỏi. Bằng đâu được đó. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Con không biết giấy con định thành 4 tiếng. Con giấy là con họ gì đó, là năm nay con mấy tuổi. Con bữa nay con về đây ở đất đai dân trạch bào bốn cảnh cho ăn cho ở phù hộ độ cho con mạnh giỏi. Hai mẹ con. Rồi, trước nữa cụ quyền rất tổ ông bà bên nội và bên ngoại phù hộ độ cho con đi bằng ăn bằng đâu được đó. Rồi nịnh phạt 4 tiếng thôi. Rồi. Đầu tiên là thấy đầy đầy đủ ánh sáng ha. Tạo lại con lấy cái chai nước con gót vô gót rồi ba ly đó gót miếng tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho hai mẹ con về vùng đất Long Xuyên này làm ăn thì còn lại là sự cố gắng cộng thêm là phải quyết tâm thì nó mới thành công được. Mọi người sẽ luôn ủng hộ em. Người ta khổ là chỉ sợ là không chịu làm thôi, với lại sợ chơi mới khổ thôi, còn anh tin tưởng em chưa chị em làm được. Chú Đồng với chú Hồ giấy đây tôi. Dạ em thầm giấy được rồi. Ừ. Cho nó đổi đời với người ta tội nghiệp đó. 50kg xuống còn có 40kg á, nói hồi con nuôi khóc nữa. Khóc nữa. Ngày xưa ở trọ sao em có thể làm được mẹ nuôi
thôi thôi là bỏ hết đi, làm lại từ đầu đi con, coi dạ. Như là không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Dạ. Sao không muốn khóc hoài vậy hơn? Đêm nay ngủ vui, đêm nay khóc là khóc vui. Đêm nay ngủ ngủ nhà gì đỡ đi, rồi ngày mai đi rồi sắp xếp mẹ con gì đây. Rồi có gì chiều hay trưa gì gì lội lên đây, còn buồn thì lội lên nhà gì chơi. Dạ. Đó. Bác chị chết. Chạy nước mắt như mừng đúng không? Dạ. Vui. Ngày xưa là dì như là đồng cảm với con, là gia đình xuống là dì khóc á, là dì xuống đây dì không biết đường về luôn đó con. Đi xe ối nó xuống đây là không biết sao về nhà nó, mà đây lên Châu Đốc hả? Dạ. Cái cảm xúc bây giờ như thế nào rồi? Em cho anh với lại mọi người biết được rằng là lúc trên xe thì em suy nghĩ như thế nào? Ở khi mà đặt chân đến đây rồi gặp chị Kiện rồi cái cảm xúc như sao? Trên xe là em lo về đây đúng không biết mình ở một mình này kia rồi sao? Mà bước xuống xe con gặp dì cái con thấy hết lo rồi. Dạ, thấy dì thương cũng thương con này kia rồi. Dạ. Bây giờ? Nên hết lo rồi, giờ em vui rồi. Hết lo rồi dạ. Hả? Con gắng cố gắng đi là con trải qua hết trơn, qua nỗi khổ bao nhiêu là bây giờ sau này con khỏe nhiêu à. Dạ. À. Không có lẽ là khổ hoài sao? Nhưng mà Hương là giỏi lắm nha chị. Đi làm công ty mai ấy, tính vô làm thợ phụ thôi, nhưng mà chỉ buổi sáng và buổi chiều vô làm thợ chính luôn. Có nghĩa là sáng lý lắm á. Công ty mai tháng được nhiêu? Con mới làm tháng có 3.9 triệu mấy chục ngàn. Vậy là con gáp môn gì môn túi á là... Làm đủ hết trơn, cũng như làm... lên cái quần này thì đứng túi, còn lên cái quần khác thì mình ngồi chỗ khác vậy đó. Lên ngồi từng khâu. Bây giờ thì cũng coi như là bước khởi đầu thì thấy nó in đẹp á. Ngày đẹp nè. Giờ tới lại trời là nhiễu mưa, không khí lại mát. Mát mẻ nữa. Dạ. Giấc trưa nắng bây giờ có mưa, có nước là được à. Có nước. Vô phòng mới trời mưa. Rồi sao? Trời mưa thì sao? Mát mẻ. À, mẹ con mà gặp nhà này là mẹ con an tâm rồi. Dạ. Mẹ con mơ ước gì ăn gian nữa. Bây giờ mẹ con khoái. Mẹ con cũng khoái đó. Mẹ con gặp là mẹ con vui á. Chị là có em ở đây, chị an tâm đi chị ơi. Em là thấy nó tội nghiệp đó chị an tâm đi. Ờ, điện đi. Điện cho mẹ đi. Ngày xưa em cũng khổ dữ lắm chị, em khóc buồn non nước. Anh Hồng thấy sao? Thấy một con người mà mở ra một cái trang mới mình. Anh thử cái cảm giác mà anh em chạy về đây là hết mệt luôn anh Hồng. Cái điện thoại đó mua lâu chưa? Dạ lâu rồi. Vậy hả? Em mới đổi chưa? Dạ. Đó mẹ bắt má. Dạ. Em chào chị. Con ở. Em là... Con ở gần. Ở trọ nè, em là coi nhà trọ nè. Dạ. Chị ơi, em cũng xin nói với chị nghe. Cháu nó cũng còn khờ dại, nó có gì chị dặn dùm cho cháu với... Em gửi cháu với nghe chị. An tâm đi, chị an tâm đi, em là chị nhìn em chị biết rồi. Dạ. Chứ bây giờ cũng khổ quá trời rồi. Thấy chú Hồ đưa nó trở lại nói quen với chị em cũng mừng nữa. Thì em cũng xin gửi gắm cháu cho chị á. Chị cũng có gì thì chị dặn cho cháu làm. Dạ. Em cũng cảm ơn chị nhiều. Dạ. Khi nào chị về đây thì gặp em à. Nói với Út con tới rồi nha, Út với Nam nữa. Đây nè, có nhà chị chủ trọ nè, chào em. Rồi, con báo cho mẹ chút an tâm coi ở đây sao, phòng trọ đồ. Ở đây phòng trọ mát mẻ lắm, sáng sủa nữa. Dạ. Về đây cũng ổn rồi, có nhà trọ đẹp nè, sáng mát lắm. Nhà trọ đẹp. Chú Hồ ơi, ở đây sáng này là cô nha. Dạ. Dạ. Có nghĩa là không biết cái gì thì hỏi má nuôi. Về nữa có nghề với người ta. Má nuôi. Má nuôi. Không nghe. Điện thoại của bà. Chị thấy ở đây sống như vậy nè. Dạ, có coi mấy cái clip rồi, coi mấy clip mới gặp Hương nè. Dạ. Thôi ăn. Thôi nó ở đây an tâm đi. Nhưng mà mắt chăm ngoại không đi được. Dạ, vậy thôi nghe, con thông báo vậy thôi.
Dạ. Đem được mấy bộ đồ nói cho má nuôi nghe ơi. Mấy bộ? 5 bộ. Được 5 bộ hả? 5. Tính bộ cũng đâu mặc luôn là 6 bộ. Còn nhiêu là cũng không biết. Biết cũng 90 bộ vậy. Cái ba lô còn để ngoài là xe. Xe với 2 thùng sữa. Ừ. Nhưng mà bỏ ngày quên. Mai đi, ngày mai có gì em lại em hỗ trợ tiếp. Bỏ quên bình tả lại. Niệm đồ lại, hợp điện với anh. Em sẽ liên hệ với anh nhiều về cái vấn đề đẹp niệm nữa. Niệm rồi nước uống rồi mùng mền gối chiếu đầy đủ á. Niệm là chú tính mua ở đâu? Đang ngỡ đi chị, mai đi, mai có gì mà lô chị. Ừ, bà tôi có cái mối này, chở tới chỗ là rẻ luôn, mua rẻ luôn trong chợ này nè, là rẻ luôn, bán giá không nghỉ. Dạ, gấp đi. Lời gấp á. Gấp 3. Có 2 mẹ con ở thôi. 2 mẹ con. Mét 6, mét 4. Ngày nay, hôm nay thì cũng được anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ hỗ trợ để mà mua một số đồ dùng. Mét 4. Cho 2 mẹ con. Ờ, lấy loại mềm mềm á. Chị... kiện thì cũng lo hết một số đồ ở nhà trọ cũng nhiều rồi, bây giờ chỉ có thiếu niệm mùng mền nữa thôi chị ha. Thiếu một cây quạt này. Quạt máy ha. Quạt máy này luôn. Rồi cái mét 4 hay mét 6? Mét 4 này, này đòi mét 4 hả? Dạ, hai mẹ con. Bề ngang mét 4 là vừa rồi. Dạ. Mình có cái mền rồi, em mua cái mùng thôi. Dạ. À. Cái niệm với cái mùng thôi. Niệm với cái mùng. Cái này giá nhiêu? Nói 500. Ờ, có tặng miếng gà không? Miếng gà. Ừ. Miếng gà tính tiền. Cái này tiền của anh chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho bé Hương. Ừ. Chị hướng dẫn để cho bé Hương đi mua. Để miếng gà em cho đi tính tiền. Ờ, tặng cho nó đi. Nè. Rồi. Rồi lát nữa chị này chở cho mình luôn hả? Ờ, chở luôn. Chị rồi chị cảm ơn luôn nha. Rồi 2 cái gói. Thôi gói khỏi mua không? Mua luôn đi. Gói của cho con 2 cái gói đi. Thôi 1 cái thôi, tại cái gói cứng con nằm không được. Lấy cái gói hơi á. Bỏ con bé không mên. Cái gói đó là gói con bé là gói hơi của dì mua ở đây luôn đó. Mà gói cứng nó là dì là biết nhiêu năm chưa. Của dì thợ may ngày đó may áo gói may nhà luôn á. Mua mền đi chị. Mền chị có mền mới cho nó luôn đó. Cho mền luôn hả? Cho cái mền mới luôn đó. Mùng cái mùng. Đây, có gói ôm chưa? Có ôm dạ, cho có nó rồi. Luôn rồi. Gói máy luôn đó. Có mà của chị kiện không á? Ừ, cho nó luôn đi. Rồi một cây quạt đó. Quạt dạ, lấy cái quạt cho chị. Lấy cái quạt máy. Một cái phích nước đá đi. Ở chẳng chưa có cái phích nước đá. Quạt lớn hơn quạt vừa. Hả? Lớn vừa. Cái phích lớn hơn. Chân này hả? Ờ, cái quạt đó đi. Ờ, cái này nè. Này hả? Dạ. Lấy cái này. Ở cái quạt nào mà cho nó kéo lên kéo xuống được đi chị. Nó kéo lên nó xuống đó. Dặn nó cao á. Dặn nút làm sao kéo lên. Đúng rồi. Rồi còn cái gì nữa không? À, móc quên. Móc quần móc, áo. Móc khỏi, móc nữa để chị hỗ trợ cho nó cái nhà còn 20 móc. Ồ cái gì cũng hỗ trợ hết trơn. 20 móc còn trong bọc luôn. Bây giờ qua đây cho lại. Rồi một cái quạt mình móc một móc có rồi đúng không? Lau cái đồ đây. Lau nhà chị. Qua đó chị lấy cây lau nhà. Ờ lỡ đó đi, đó là một cây lau sàn. Rồi còn gì nữa? Thùng bê đồ có chưa? Xô á. Xô đồ chị có đưa cho nó không? Được không? Ừ. Em hay là đổi lại lấy màu một khác. Lấy cây này đi, có cái thùng không? Cái thùng thì là phải lấy cái cây trong thùng. Vậy là khỏi đi. Cái đó nhúng nhúng được nữa. Đây. Cái thùng ở trong nhà vệ sinh có rồi đúng không? Có cái thao giặt đồ cái, bự luôn rồi. Cái ca, sao không? Ca đồ có xì bông thì ra tiệm tục quá. Còn gì nữa? Chị kiện biết lo với em ấy. Cái thao đồ chị cũng đưa gỗ, cũng đưa rồi, nồi có luôn. Nồi cơm điện có luôn rồi đúng không? Điện có luôn. Bây giờ tạm thời thì mình nhớ nhiêu làm nhiêu thì à, một miếng mình thôi. Coi ở trên đó mình thiếu gì anh một đồng chị ấy. Nửa thiếu thì mình phát sinh thêm đi. Đũa thì chị cho mua này thêm nè chị. Mua này thêm để máng đồ cũng được nè. Móc này nè. Đâu? Dán nè. Dán tường ở trong đó mà có phòng trọ đó có đồ máng chứ nè. Tròn á. Tròn. Cái gì? Thớt. Thớt. Dao rồi, dao yếm thì chị cho nó cái dao yếm. Mua thêm cái dao luôn.
dao nhỏ. Con cây dao nhỏ nữa coi. Màu vàng đó vậy. Ừ. Chảo chiên rồi có hết chưa chị? Dạ có rồi. Tốt tên vậy. Em hả? Ừ. Bùi Hồ TV. Ừ. Dạ. Đồ ống đũa rồi có chưa? Cái đồ vắt đũa. Cái đồ vắt đũa. Giữa cái đôi á, vắt muỗng cái đũa đôi luôn. Để con lăn. Cho em ra. Khăn giấy đồ có chưa? Giấy vệ sinh đồ có hết chưa? Đó qua tiện tập quá. Mấy cái nồi bẩn này nè. Chị kiện mua hết rồi, có hết rồi. Có rồi. Chị cho mượn. Cho luôn cái cho mượn đâu. Cho luôn. Cho luôn đi. Cho luôn đi. Giờ cái này mới lớn. Cho ơi. Đi. À, chị em có lấy cái phích nước đá chưa chị? Có rồi. Lấy rồi. Ở kiếm cái gì? Lấy thêm cái giỏng với cái giá giỏng đi. Để dao đằng kia đi, để họ để cái máy cho. Ừ. Rồi một cái giỏng với lại cái giá giỏng đi ha. Đâu à, để đâu giá à Phương? Giá giỏng bằng sắt đi vậy? Inox hả? Inox. Ủa mẹ, giá giỏng mình inox hay sao? Giá giỏng sắt. Nhiều. Lấy giỏi loại bằng sắt. Dây này đúng không? Không, không có chỗ dây. Khỏi dây. Khỏi dây, có giá giỏng. Lấy cái giá giỏng đi. Giá giỏng luôn, khỏi dây. Kệ nó. Sợ tốn tiền. Nó sợ tốn tiền. Tốn tiền thì trả thôi. Đúng không? Kệ nó. Nó vậy chứ trưa hai mẹ con gấp cái niệm lại, nằm ở trên cái giỏng cũng mát. Ở đó nó có cái cửa sau á. Hà nữ là mình sẽ nằm ở chỗ đó mát hơn. Mua mấy cái hộp đựng đường, đựng bột tả rồi chưa? Tả qua tập quá. Mua thời gian không? Nhan bên kia. Dạ. Nhan qua mua kia. Nhan qua bên kia. Cho à mấy cái keo. 4-5 cái keo nè, mấy keo nhỏ nhỏ đây nè. Đường, bột ngọt. Muối. Muối. Rồi, 3 cái. Nước màu thì ra ngoài kia mua có. Nó có keo. Keo. 3 cái keo. Ba cái keo đựng đường bột ngọt. Ba keo nhỏ nhỏ, đũa có rồi hả chị? Đũa có à. Cái này là coi như là gà riêng. Gà riêng lại hết luôn á. Má chồng gà riêng cho con dâu. Mà ta gà riêng có thằng chồng, mà con này gà riêng không có thằng chồng. Có mẹ nuôi được có... rồi. Gà lại riêng đi, rồi từ từ kiếm chồng sao. Đúng rồi. Bây giờ cứ tạo cổ tiền cao của trước rồi kiếm chồng sao. Công an việc làm trước. Còn gì nữa hơn? Chắc đủ rồi đó. Cái nào? Hả? Cây chào bồng nhà toilet đúng không? Mua cái phích nước đá đó mai mốt trước khi đi làm á, làm trà đường bỏ vô uống. Dạ. Mua này cũng chắc cũng cỡ 1.2 triệu ạ. Dạ. Này cho lấy 3 cái chung đựng nước cúng. Cái mùng như cái gói cho cái mùng lấy cái gói hay gì? Chị nói này không có nhiêu tiền hết chị Kiện ơi. Gì hả? Này khoảng 10 triệu trở lại. Hả? Màu hồng đó đi. Thì 10 triệu trở lại đúng không? Màu đó đi. Chắc mua chỗ khác nữa chứ không phải mình này đâu. Này thì nói 10 triệu trở lại chứ không qua 10 triệu thôi. Xong chén có rồi đúng không? Chén đó nó úp được rồi. Gỗ. Vậy đây là đúng là làm một cái cuộc đời mới luôn á. Sao khóc hay gì Hương? Toàn. Chứ sao thấy bệnh rịnh vậy? Vui mà. Cái vui. Điều đáng mừng nhất là Hương được cái ánh sáng bây giờ nhìn rất là rõ đó, là mừng dữ lắm á. Dạ. Vô đây giờ em thấy rõ không? Dạ. Còn gì đó không chị? Hết rồi đó. Hết rồi. Nè để chung rồi để ngồi quên. Ừ. Cái giá giỏng nữa. Đó giá giỏng đây. À. Rồi nhiêu tiền? 2 triệu. Gì? Chẳng luôn. Em coi có nào lộn chị đọc coi. Mà có bớt không? Em cho cái ra niệm rồi đó. Cho niệm cái là 500. À. Một cái quạt là 330. Ừ. Một cái giá giỏng với cái giỏng như là cộng thêm 100 là gì vậy? Cái giỏng này nè. À là 550. Ừ.
một cái dao, một cái chổi là 125, một cái thớt 18 cái dao hả? 18 ngàn cái dao á, cái dao 18 ngàn. Cái dao 18 ngàn. Rồi, vậy đó. Rồi, 56. Rồi, 3 cái gì hả? 4 cái gì hả? 4 cái keo. Keo, à 4 cái keo nhựa đúng không? Đất đũa nè. Đất đũa với bàn chải là 49. À. Một cái ghế. Một cái ghế ngồi nhỏ nhỏ với cái bàn chải. Ủa bàn chải tính hai cái vậy? Cái chả. Là 30. Một cái bình... Bình đá. Bình dặm giò móc. Đúng, bình đá. Trời ơi, đọc chữ muốn lèo lưỡi luôn á. Là một cái bình á, nghĩa là một cái dặm giò với lại mất cái móc đồ. Chị ghi là một bình dặm giò móc. À, ai hiểu được tiếng Việt Nam không? Một cái mùng, một cái gói là 220. Một bộ chung mùng. Là gì ạ? Chung cúng. 50. Rồi tổng cộng là 2 triệu. Chị ghi tiếng Việt bởi vì chắc người nước ngoài mà vô gặp chị ghi là chắc học lại tiếng Việt lần thứ hai nữa. Nè gỡ 2 triệu nè. Nè thối, thối là 900. Không có chị kiện cho là chắc khoảng hơn 2 triệu nhiều á. Đúng rồi. Hơn. Biết ra là chị cho rồi hả? À, là hả? Giao đâu cho số điện thoại. Đi lấy hết đi rồi tính tiền, nước mắm kho, nước mắm năm ngư loại ngon. Rồi gạo có không chị? Gạo lỡ đặng qua thằng ấy gấp cột đó. Chị qua lỡ đặng chị kêu giùm 10 cái gạo luôn, gạo ngon. Dạ. 10 cái gạo tắm lại gạo thơm á, lại thơm á. 10 cái gạo nước tương, dầu ăn, nước mắm, đường, bột ngọt, tỏi. Tỏi, muối, tiêu. Chị lấy đầy đủ đi. Ra lựa tỏi đi, lựa tỏi. Tỏi kìa. Chay lít lít vậy thôi nha. Dạ, dạ. Rồi nước màu nữa. Nước một hũ nước màu. Nước màu. Này em ra riêng cho con đủ thôi để con ăn lâu quá. Con gái. Ít thôi. Ba củ được rồi chị. Mắm nước tương dầu ăn. Rồi cạn nhiêu đi. Chi được lên mạng luôn rồi đó nha. Đâu có thấy tươi đâu mà lên. Đó ghê trời. Bán rồi lên mạng luôn rồi. Nhiên hả? Muối. Dạ. Muối bột muối hột gì đó. Đồ đen thôi vậy. Dạ. Bà trắng đâu có đi Campuchia về đen luôn. Cái này là nêm canh, còn cái này là rửa cá nè không? Đúng rồi. Nè. Có xà bông giặt. Cướp một chai xà bông giặt. Một bình xà bông giặt. Chén luôn. Xà bông rửa chén. Đây. Xà bông giặt thì lấy loại nào chị? Loại mà cái gì trời, mới nói tên. Còn gì nữa không? Nhớ. Đồ trà đấy. Nhang. Một ốp nhang đằng kia nó có. Có nhang không cái? Dạ. Rất ốp nhang. Nhang. Một bịch nữa. Gì bông Việt Nam mua bay á. Bịch gì bông gì đó, gì bông cái gì bay ta? Gạo. Gạo 10 kg hả? Dạ. Con lấy Omo hả? Dì Omo đi. Dạ. Nè. Thì nó đói á. Là mì gói với lại cháo yến luôn hả chị ha? Cháo yến là cho con bé nó ăn được. Ừ. Bồi dưỡng cho nó nha. Đây đủ. Nói chung là bữa nay giống như chị kiện ra riêng á, người hai người xa lạ nhau chỉ gặp qua mạng thôi. Thôi lấy một chai xà bông đi, một chai được rồi. Cái này xả này gọi nè. Con có chanh trà uống trà đường không? Bán bịch trà qua sen luôn chị. Đó lớn chị. Vừa vừa thôi cho nó chăm trà đường, nó uống thấy nó gầy quá. Sao lo dữ vậy chị? Quay à, bây giờ nãy giờ em thắc mắc là quay qua chị kiện nha. Cái gì? Là sao mà người lạ chỉ gặp qua mạng thôi, sao lo lắng vậy? Tại vì thấy hoàn cảnh nó khó khăn, ngày xưa chị cũng khó khăn mà gặp nó khó khăn còn hơn chị nữa. Giờ chị thương nó chứ đâu có gì đâu. Với lại cũng muốn có cháu ngoại đúng không? Thật ra là chị Kiện với lại Hương này là mới gặp nhau hôm qua nay thôi. Còn chỉ biết qua thông tin qua mạng, qua đoạn clip coi của các em quay thôi. Thôi đâu có biết đâu, mới biết qua này tình à. Tình thương của chị dành cho Hương á là tràn đầy luôn. Bé có đeo cái mặt không hả? Dạ. Mẹ.
Và năm cho. Thì ngày xưa mới đi cho hả? Mình không nhớ là cái mình nhớ mình khi mà người ta giúp mình đừng có quên, hoặc là mình có ăn hoài hả? Mà mình quên làm coi như là mình mặn cũng như là không có gì chứ. Đó, khiến cho mình có cái gì con nói sự thật hết đi, còn tâm sự hết cho mấy anh này nghe đi, rồi không đừng ta tin là sự thật thôi. Ô trời ơi, bà chị bà bán cái sạp nhỏ xíu mà bà đeo vàng quá trời luôn. Ủng hộ chị nghe. Dạ chắc mai mốt em mở cái tiệm tàu quá bán giống chị quá. Sao à, nhỏ trước hả? Trời là kiểu như thôi kệ, mình hết duyên với nó. Nếu qua lại thì cũng như quen biết đó rồi à, thôi kệ đi hết, mình hết duyên với nó rồi thôi. Chị con đứa à, nó đang học đại học. Bởi vậy em nói nhớ chị đâu có ấy. Cái mình một lần mình đi chơi chung với nhau đó. Vậy là có chính chị đưa một bịch giấy đó chị. Giấy không? Một cây giấy vệ sinh luôn, bịch giấy vuông. Là đủ không? Còn có là 11 ngàn à, đúng không? Để chị cộng rồi. Cây giấy nhiêu? 34. 34 là thiếu. Giấy vuông đó nha. Giấy vuông 10 ngàn đi nha anh. Còn một bịch tả em bé nữa. Tả em hết rồi. Tả quần hết hả? Dạ. Dạ. Vậy ra ngoài Trang lấy giùm đi. Ra về Trang lấy giùm gì đi rồi có nhiêu tiền? Rồi còn 33 ngàn nữa. Đây là 33 ngàn nữa hả? Lấy đi rồi vô. Tức là đừng ghé chợ bao gạo tính đó. Chưa? Đúng rồi. Bao gạo là bao nhiêu tiền? 200. Bạn kêu lấy 200 đó. Dạ. Cái đây này có. Sợ thiếu là lỗ rồi cái không đúng đủ tiền mua vàng thôi. Cô ấy mà hỗ trợ hết rồi. Anh ơi. Hả? Anh vô mấy cái này lại cả một cái. Ngày Long Xuyên vui vẻ ha. Chị kiện với lại là chị. Nhà gần nhà tôi. Vô cái lớn lại hết hai cái này luôn với cái này chung vô luôn là sách cho gọn. Dạ. Ba bên xã nữa. Nó coi như cũng như ra riêng cho nó luôn vậy đó. Tự nó đi học ngoài. Bé này ở cho nó đi học ngoài. Là Việt Kiều Campuchia ở Sài Gòn về đây. Con đứa 4 tuổi đi nè. Đi học ngày tóc. Chết rồi. Dạ. Chết chồng. Ừ, anh sẽ sách cho gọn. Bà chị chồng chết ngay mùa dịch mà đẻ ngay mùa dịch luôn. Lát nhớ bao gạo mình. Dạ. Rồi tổng cộng là 1.033.000 chưa có bịch tả đúng không? Để hồi chị cộng cái bịch tả với cái 33 vô là xong. Dạ. Em đưa cái này 989 nè. Rồi. Nghe. Không, chị cộng thêm 33 nữa thôi. Dạ đúng. Tại vì mình đọc trước mắt. Là lấy nữa không? Cho em được không? Vô nhà của đường khu dân cư nhà trọ Thiên Hương là thêm cái này là đưa đồ đó trường học á, Lương Thế Vinh anh chạy thẳng vô rồi có cái bản nhà trọ Thiên Hương anh quẹo trái ha. 1.033.000 tới có nhà trọ gặp bịch tả lấy chưa? Anh gặp nhà trọ anh ghé đi. Em trừ tiền bịch trái à? 206 này đã trả tiền rồi. Đâu phải. Ủa đâu rồi? Thôi đưa tiền nó đem vô đây nãy cho tôi đây. Phải không? Gì nè. Em đưa triệu gửi đó. Hồi nãy là 500 phải không? Lấy cái này nữa nè. Ừ, nãy cầm theo 500. Cái này nữa hả? Này là bịch tẩy vùng tròn. Tẩy. Có tẩy trắng. 32 8 6 3. Rồi đó là 1.368.000. Rồi em đưa 1.500.000 á. Đưa triệu gửi cầm mấy 500 đó. Vậy để tôi thối lại. Thối rồi. Dạ. 3.68 phải không? Anh giao liền ha. Thiên Hương ha. Dạ. Rồi trả cho. Ông Phương nó cũng giao đồ chảnh luôn đó, mua ông Phương 368 là 370. Em qua bển em hỏi gửi trẻ cho thằng này cái luôn chạy đi. Em qua chỗ cô Quyền rồi. Dạ rồi, cảm ơn. Gửi trẻ luôn. Okay. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Vậy là coi như là mua một ngày có này có 3.500.000 thôi. Không có 3.500.000. 3.000.000 này là 368. Chắc mấy nữa là 3.500.000. 3.500.000. Giờ mình chuyển cho thầy Tài cái. Cô bác anh chị thấy là Mạnh Thường Quân thấy là hài lòng với lại má nuôi quá. Lo từ sao? Ở đây thấy thấy má nuôi sao hơn? Ờ quạt gói đó rồi. Quạt nhỏ luôn kìa. Ủa có dây điện luôn hả? Dây ổ điện luôn đem lại hết luôn đó rồi. Không.
thông tin với cô bác quý anh chị á, quý mạnh thường quân á, là ngày hôm qua là sau khi cúng xong á, thay gì á ngủ ở nhà chị Kiện á, thì chị nói là thôi hai mẹ con lại đây ngủ đi, rồi để cho nó ấm cúng với lại nhà mới dọn vô á, thành thử là cúng ngày nào lấy ngày thì ngủ ở đó ngày đó luôn. Qua đây đi anh ha. Anh đây có bếp ga này anh ha, bếp ga này là của chị Kiện cho nè. À. Đó, nồi cơm điện, ấm siêu tóc, nước uống. Sáng giờ đi cắt kiến, rồi đi chơi, lo chỗ cho nó học ngày, rồi đi chén. Mua đồ luôn rồi. Phải cái này cũng chị Kiện không ha, toàn rồi. Tối mẹ con nó thấy đi, để bụi không à, nó nữa chứ. À, thì rồi. Đã, bung cái nệm ra hả? Gói hai. Nó ngủ chỗ lạ hay gì, tao thấy nó khóc nè. Lạ chỗ rồi, kiếm chỗ rồi, tháo cái nệm. Cái tấm nệm này gấp lại được nè. Nghe nệm gấp đây nè. Đây xếp ai chị. Cái tấm nệm này có cái tấm tia chị để nữa. Gách luôn, bỏ luôn. Bỏ luôn, bỏ luôn. Gách luôn rồi, nó gách sẵn. Có 500 ngàn à. Nệm gấp này 1m4. Thấy người Long Xuyên dễ thương vô cùng không? À, sinh năm 96 là tuổi Tây tuổi ta là 20. Dạ. Tuổi Tý đó anh. Rồi em chắc lên đi Hương. À, lúc nãy thì Bùi Hồ với lại anh Một Đồng có hỏi về cái học gửi cho bé đô la là mỗi một tháng như vậy là 1.400.000, là bao gồm hai bữa ăn trưa với một bữa ăn sáng, chỉ giữ đến ngày hôm thứ bảy thôi, chủ nhật thì không có giữ. Cái tấm niệm này nè, ban ngày thì em gấp lại có cái giá giỏng đó kìa, coi như là ga riêng đầy đủ hết, với số tiền mua cũng khá là ít, chỉ có 2.000.000, gần 3.500.000. Nhưng mà tại vì được chị Kiện hỗ trợ cái phần nồi rồi chảo bếp ga. À, cái mồm nào mồm cũng tốt nữa. Dạ. À cho đậu cái chơi ha. Vậy là mang ơn mẹ lắm đó nghe Hương. À Hương cây dao mà Hương. Hương. Có muối lấy đều đủ á mà. Có muối luôn. Có muối đầy đủ. Nè. Muối nè, muối này, muối rửa cá. Dì rút ra lấy dao cắt ra anh đâu. Kìa cái dao ở dưới kìa. Cái giỏng đây. Cái dao ở dưới kìa. Áo ga đợi chơi ly đựng nước cúng nè Hương, chiều để nó lấy mấy cái ly nó xuống luôn. Cái bọc nào bự để đựng đồ. Để thực hiện được một cái giấc mơ, thay đổi được một cái số phận thì cái khu sân viện nó cũng khá là gồm ghề. Phải có quyết tâm là mới quyết tâm dữ lắm thì mới không phụ lòng cô bác anh chị được. Được không? Đơm 22 thôi, ở nhịp 2 thôi. 22 nắp thôi. Ừ. Đúng rồi. Ok. Rồi. Rồi. Cái này cũng dễ gấp ha anh ha. Nó không có ốc đúng không? Không. Xếp là được, có khách cứ xếp là được. Hương rồi, tiết kiệm rồi cái mua cái dây dù hả chị ha? Để móc qua dù đặng cột theo cầu thang nè, cửa đó cột qua đây mà thôi đi, nó sợ tốn tiền. Dạ sợ tốn tiền. À, để em bụng này giảm xiết trên này làm cái không này. Khỏi xiết, cái này không cần xiết. Không này. Không có sao tại đặng đúng rồi, xiết cái đó lại không xiết này nó bẹt ra. Đúng rồi, xiết con nắp này lại cho nó chặn cái này lại, nó đừng có mình nằm xuống, nó đừng có bẹt ra rồi. Hình như là nó thêm một cho nó cao lên tí xíu chị, vậy thấp không?
cao lên nè, nó có cái nè. À. Nó có tăng đưa nè. Có cái tăng đưa đó được hả? Rồi. Okay. Rồi rồi chú Đồng nằm lên coi, chú Đồng nằm lên thử coi. Nè. Thôi được rồi chị chú Đồng nằm không sao là. Nè. Đó anh Đồng nằm thí nghiệm đi. Nằm lên hát câu vòng cổ rồi. Ơi anh móc ngược rồi, cái giá võng, cái dây võng anh móc ngược rồi. À đúng rồi, đúng rồi. Sao cũng được chứ. À đúng sao rồi. Cũng được chứ. Giờ em chưa? Rồi hát câu vòng cổ anh. Hay quá. Đúng không? Nói chung là bây giờ đồ nhiều thì thấy nó cũng hơi bị chật chật rồi đó. À, thì đó mà lúc vô thì không có đồ kìa, một chụp mua mà năm 2007 cho anh Kiện đó. Dạ. Tối mẹ con chụp ngủ. Lấy cái dao để lên trên, tấm thớt để lên trần cô bé. Êm không? Êm quá. Sớm quên mua cái ổ điện ha. Hả? Quên mua cái ổ điện. Ổ điện nè. Ở đây là có đầy đủ là nước tương, nước mắm, dầu ăn. Ở cái chai này là chai nước màu đúng không? Dạ. Nước màu. Cái này là giờ để ăn ăn gì? Muốn trái cây. Trái cây. Bột ngọt, đường, muối. Sao thấy thì sao? Dạ quá đầy đủ luôn. Quá đầy đủ luôn. Còn bữa là mới hết. Giờ đây có bỡ ngỡ là mình được như thế này không? Đây, cháu mua mi gì cháu Cháu Yến bồi dưỡng cho thằng bà ngoại mua cho cháu luôn. Thằng Lula, nói tên lộn. Gạo đâu, gạo đâu, xé bọc gạo bỏ vô. Còn cái bịch gạo nữa. Dạ. Bỏ vô chưa? Để cái bao chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Anh chị Mạnh Thường Quân cũng cảm ơn chị luôn. Coi như là Hương là người con gái thứ hai. Dạ. Nhưng mà hiếm lắm mới gặp được người như chị Kiện nha bé Hương. Dạ. Cái này là cái gì vậy? Cái đó có mấy cái chân để này hay gì? Chân nó có nội bộ trong đây hay là bắt? Bắt hai bên đó. Để hai bên này đựng tâm. Nhấn vô. À, rồi sáng suốt cái cái. Thấy sao không? Gắn ở trên cái, gắn ở dưới cái. Ở trên gài xuống, hay dưới cái. Ở trên kéo xuống, đưa trên này. Nói vô cái này kéo xuống. Hương thấy sao, thấy vui không? Vui. Đây bằng chải lại ngủ vô không đây. Được chứ, người vui gì. Để đi, chút xíu anh gắn cho. Vô xả lại vô đây đi. Nó hà tiện, nó mua dầu xả có mấy bịch là nó không chịu mua. Kè nhìn thằng đô la nó chơi kìa. Có chỗ chơi nó cũng đỡ hơn mấy, ở dưới ghe, đúng không? Mấy cái món cái chỗ gia vị nó cũng an toàn để hơn nữa, ở trên cái bè mà nó bị lúng lên lúng xuống á. Cũng như trên sông nước nó cũng hơi phập phồng hơn. Bây giờ thì bé về đây chơi cũng rất là yên tâm rồi. Đây, ra thì bếp ga nè, em lại thích. Nè bếp ga nè, đó. À, lửa xanh luôn kìa. Rồi đầy đủ. Thích giúp được có cần câu như thế này nè. Nè bình để sau này tự tạo ra tiền. Bình ga mới luôn nè, còn bình đó đâu rồi? Còn bình kia không phải bình ga. Hả? Cái bình kia là cái bình gì á? Sao? Dạ. Bình gì á? Bình ga, bình không, ga. Bình xịt. À, bình cái bình xịt kiến. Bình xịt kiến nè. Thấy không? Bình xịt sơn. Bình sơn, này bình không, sơn. Không phải ga. Sao nó mát lạnh hả ta? Sơn. Không, sơn á chị, sơn màu đỏ đó, quét đó. Rồi. Này có xịt xe, xịt đồ, xịt cửa rồi để xịt. Cái đó xịt quậy ta. Xịt xe là xịt quậy đó. Không, mình nghĩ mình xịt cái cửa mấy đó, mình bỏ uổng lắm, mình xịt luôn cho nó chống xét. Dạ. Bỏ uổng lắm còn đắng bình nữa. Còn mấy cái này thì để lên nhang nãy đâu rồi? Có chỗ rửa, có cái bồn lavabo rửa chén luôn. Hả Hương? Dạ, đừng. Nhang đừng để đó, đem lên trên luôn đi, bữa nay đem lên luôn đi nè. Cái ba chung đựng nước cống. Mấy ly kia để đó. Cái này là gà hiên đúng nghĩa luôn á, một đồng. Rồi là có cái ly hương mới luôn. À. Để cúng bạn qua không có lấy được, tối lấy được. Rồi lên ở đâu cũng gái Phật. Đây nè nước này nè. Em rửa đi, rửa lấy nước này.
nước cúng với nước mặn. Hồi đó giờ là mấy mươi năm qua, là hai mươi mấy năm qua là chỉ sống trên ghe thôi hả Hương? Dạ. Bây giờ là mới lên trọ đúng không? Dạ, lên trọ. Lúc còn bé là mở trọ. À. Từ nhỏ em mở trên ghe với mẹ. Mấy cái bọc nào sạch con để đựng rác, và con đựng bỏ nào lúc xài lúc được. Lúc mà sanh bé đó thì lúc đó Hương ở trên trọ thôi, mà lúc đó thì mẹ con đâu có gần gũi nhau nữa. Dạ. Có bình nước đá luôn nè. Cái phít này nữa, ngày qua không thấy cái phít đó, cái thùng đó đưa cho nó rồi. Mua lần 5.000 nước đá hay gì đó. Không, là đẳng gỡ đá chị cũng được đó. Dạ. Này chừng 3 cục đá hả? Chiều qua tập quá mua. Ở đâu cũng có Phật hết trơn á. Phật là tại Phật tại tâm mà. Ừ. Có thờ ắt có thiên. Ở là tin tưởng ông bà. Trước khi ăn cơm và giấy củ quyền ở cổ ông bà. Là lấy cái hộp tiền nhà cho chị để chị gửi cho người bạn của chị đúng không? Đúng. Dạ thì anh Lê Quang Nhiêu có dặn em á là sẽ gửi cho bé Hương là 3 tháng thì mỗi tháng là 1 triệu, còn tiền điện nước thì nữa tính sau hả chị ha. Thì em gửi cho chị đây là 3 triệu cái phần của anh Lê Quang Nhiêu. Thì thông tin với cô bác của anh chị là anh Lê Quang Nhiêu gửi cho 2 triệu 3 triệu. Dạ. Trước 3 triệu tiền 3 tháng. Là dạ. 3 tháng đó. Dạ. Tiền điện nước á thì xài nhiêu tính nhiêu. Dạ. Coi như là bữa nay là gần cuối tháng 9 rồi, 24 tháng 9 rồi. Mà giờ chị lấy là ngày 30 tây. Ngày 30 hả? Coi như chị xóa mấy ngày này cho nó ở không đi. Dạ. Là lấy 30 tháng 9 rồi tới tháng 10. Tháng 11, tháng 12. Tháng 10 là 1 tháng nè. Tháng 11 là 2 tháng. Đến cuối tháng 12 là 3 tháng. Cuối tháng 12 là 3 tháng. Dạ. Rồi. Thì còn tiền nước, điện nước thì mẹ con nữa để có gì thì tính sao. Tính sao. Ha. Rồi đây là phần quà của anh Lê Quang Nhiêu gửi chú Nhiêu á, gửi cho con em là gồm có những cái vật dụng ở trong nhà nè, rồi gửi luôn cái tiền tiền trọ này. Ừ. Rồi chị xin cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu. Dạ. Hỗ trợ cho bé Hương, chị rất là cảm ơn nhiều. Chứ ai anh chị nào mà coi kênh chú mấy chú YouTube á, xin cảm ơn nhiều nghe. Rồi thôi, cũng đến đây thì coi như là gần như hoàn thành cái nhiệm vụ, còn lại là cái việc của bé Hương. Em phải cố gắng ở gần với lại dự kiện đó, thì em phải cố gắng cái nào không biết thì cứ hỏi gì. Yeah. Ha. Rồi học cái nào không biết thì mình hỏi, để mình cố gắng mình hoàn thành cái khóa học của mình, để mình có thể mình làm, để mình kiếm được tiền. Còn bây giờ thì anh em kết thúc clip cô bác của anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở video clip sau ha.